Xin chào tất cả các anh chị em và các bạn. Chào mọi người. Trong thời gian chờ đợi mọi người vào xem thì Quốc Hưởng cũng nói sơ qua về cái lược sử mà hoạt động của ông Nguyễn Duy Tân, về cái hoạt động chống phá của ông Nguyễn Duy Tân trong cái suốt mấy năm vừa qua. Thì như chúng ta đã biết đó, thì đối với Nguyễn Duy Tân sau khi về cái giáo xứ Thọ Hòa thì ông ta là có nhiều cái sự tuyên truyền xuyên tạc chống phá, xúc phạm đến Chủ tịch Hồ Chí Minh và tuyên truyền xuyên tạc chống phá chế độ, chống phá nhà nước, chống phá chính quyền. Thì những người dân họ bức xúc và đến ngày 4 tháng 9 thì xảy ra một cái sự kiện là nhiều người, những người yêu nước họ đứng lên đến Thọ Hòa để vạch trần, đánh tiếng cho tất cả mọi người trên đất nước Việt Nam của chúng ta biết, là vạch trần cái bộ mặt thật của ông đội lốt linh mục ông Nguyễn Duy Tân để mà chống phá nhà nước. Đấy. Thì xung quanh các sự kiện gần đây thì chúng ta nghe được trên cái sự phỏng vấn của ông Nguyễn Tân trên cái kênh của nước ngoài, thì chúng ta nghe được cái thông tin là ông Nguyễn Duy Tân sắp giao lại cái giáo xứ Thọ Hòa cho người khác, và ông ta sẽ được cho về hưu sớm trước 25 năm. Thì nhân dịp hôm nay thì có bác Sơn Thanh ghé chơi, thì cũng muốn có một cái vài câu hỏi để mà hỏi bác Sơn Thanh, thì chúng ta cùng nhau thảo luận về cái việc mà của ông Nguyễn Duy Tân sắp giao lại giáo xứ Thọ Hòa và những cái luận điệu xuyên tạc và bảo vệ ông Nguyễn Duy Tân trong cái thời gian, suốt cái thời gian mà những người yêu nước lên tiếng phản đối về cái hành động của ông Nguyễn Duy Tân. Thì hôm nay là có bác cựu chiến binh Sơn Thanh, và Quốc Hưởng muốn hỏi bác là trong cái sự kiện mà ông Nguyễn Duy Tân sắp về hưu và được chuyển giao cái giáo xứ Thọ Hòa đó, bác nghĩ như thế nào? Xin chào các bạn. Phúc Hưởng hỏi Nguyễn Duy Tân sắp tới là về hưu, mà nói chính xác hơn là nghỉ việc, không còn làm linh mục ở giáo giáo phận nữa. Thì cái quá trình là cái quá trình Nguyễn Duy Tân để đi đến cái cục ngày hôm nay, thì các bạn đều biết rằng là tôi xin nhắc lại về cái trước kia. Thì trước kia theo thông tin mà các bạn thường theo dõi, các bạn biết á, thì Nguyễn Duy Tân á, là thường xuyên lên live stream đích đành rằng là một linh mục là chịu trách nhiệm vấn đề đạo với giáo dân, nhưng Nguyễn Duy Tân thường xuyên là lên live stream chửi bới và nói xấu chế độ, và có những cái lời lẽ xúc phạm đến những cán bộ đang công tác, và thường thường cứ hay lên án và chửi bới chế độ nhiều hơn. Nhưng quá trình như thế, theo dõi lâu dài thế, thì một số anh em ở trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc quá bức xúc, thấy cái luận điệu của Linh Mục Tân không phải là một người là chuyên về giảng đạo, mà hầu như đi thiên vị về chính trị nhiều, không phải là người tu hành thật sự. Trên một số anh em quá bức xúc mới lên tận giáo xứ Thọ Hòa, mới xảy ra sự kiện ngày 4 tháng 9 năm 2017, để mục đích là gì? Để vạch mặt và chỉ rõ những cái hành vi, những lời lẽ của Đinh Mục Tân cho cộng đồng giáo dân ở đó hiểu rõ cái bản chất của hắn. Thì từ đó đi hắn có hạn chế live stream nhiều hơn, nhưng tiếp tục là cái bản chất vẫn không thay đổi. Hắn đi ra nước ngoài
cấu kết hiệp thông với các tổ chức phản động của nước ngoài, mà nói rõ hơn là của cái bọn chế độ cũ còn rơi rớt lại, là cấu kết để mà mang cái tư tưởng về chống phá đất nước, chứ không phải mang cái tư tưởng là để mà hành đạo. Cho nên Nghĩa Tân càng ngày càng lộ diện là một người là hoạt động chính trị phá đất nước và gây mất ổn định đất nước, chứ không phải là một linh mục thật sự. Hắn tổ chức những cái buổi mà là tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa để tưởng nhớ chế độ cũ. Cho nên trên Nguyễn Duy Tân rõ ràng càng lộ diện rõ rằng hắn muốn yêu chế độ cũ nhiều hơn. Rồi hắn tập hợp những thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, hắn gợi lên những cái nỗi đau, và hắn muốn là kích động những người mà đã từng bị thương trong tranh để mục đích để nói xấu chế độ nhiều hơn. Thì càng ngày hắn càng lộ rõ nhiều hơn. Thì như vậy cho nên là trong uy tín của Linh Mục Tân á, càng ngày càng mất giảm uy tín dần với trong giáo dân. Bởi vậy vừa qua thì theo như cái nguồn thông tin thì từ nguồn thông tin mà tự Nguyễn Duy Tân tiết lộ ra, thổ lộ ra là giám mục Đinh Đức Đạo có ý gợi ý Nguyễn Duy Tân nghỉ việc sớm để mà thay giáo xứ Thọ Hòa cho một linh mục khác. Thì cái vấn đề này thì chưa có một cái tin chính thức cụ thể, nhưng cái này là do tên Nguyễn Duy Tân đã tự tiết lộ ra như vậy, thì chúng ta hiểu như vậy. Thì phải nói quá trình nó có một cái sâu chuỗi dài như thế thì mới có cái sự việc ngày hôm nay là Nguyễn Duy Tân được gia đình Đức Đạo gợi ý là cho nghỉ việc sớm. Thưa bác, thì theo cháu cũng biết trong cái những cái sự kiện mà ông Nguyễn Duy Tân này tham gia và tổ chức đó, thì ông ta trong cái ở cái nghĩa trang Lái Thiêu Bình Dương thì ông ta cũng có tổ chức một cái gọi là sự kiện là gọi là gì cho Ngô Đình Diệm, nói chung là ông ta tổ chức một cái buổi lễ gọi là gì đó cho Ngô Đình Diệm để khơi dậy cái nỗi đau chiến tranh, cái nỗi đau mà những người con dân Việt Nam chết dưới tay của Ngô Đình Diệm trong cái đạo luật 10 năm 6 của Ngô Đình Diệm. Và sau cái việc tổ chức buổi thánh lễ cho Ngô Đình Diệm thì ông Nguyễn Duy Tân này lại tiếp tục sang Úc để đi cùng với những cái tổ chức Việt Tân của Úc, cái chế độ, những cái người tàn dư của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, và cũng có đưa ra một cái chủ thuyết để mà gọi là thế giới không cộng sản. Đó là con đường gọi là Linh Mục Nguyễn Duy Tân này là một con đường chống cộng, phải là chống động đến mức cực đoan. Thì theo bác, những cái hành động đó có phải chăng, có hay rằng là có sự móc nối và liên kết, gọi là kết hợp với tổ chức đảng khủng bố Việt Tân ở ngoài nước, kể cả những cái tổ chức phản động ở trong nước để có những cái âm mưu diễn biến hòa bình vào đó hay không? Cái hành vi và hành và quá trình Nguyễn Duy Tân thì phải nói rằng nó có yếu tố cấu kết với bọn nước ngoài rõ ràng rồi. Đấy, Nguyễn Duy Tân á, là không phải là đứng lên đấu tranh giành những quyền lợi gì cho giáo dân hoặc là cho công giáo đó. Nhưng mà hắn luôn luôn là muốn đả kích và muốn loại bỏ chế độ này. Cho nên hắn cứ tuyên bố rằng là đảng Cộng sản sẽ sụp đổ vào cuối năm 2017. Và từng giai đoạn hắn cứ luôn luôn tuyên bố rằng đảng Cộng sản sẽ sụp đổ, tức là hắn muốn loại bỏ sự lãnh đạo của đảng ở đất nước này. Tất nhiên là hắn không phải là đấu tranh giành những quyền lợi gì cho giáo dân cả, nhưng rõ ràng hắn đi vào cái mục đích là muốn loại bỏ chế độ Cộng sản, muốn loại bỏ dưới sự lãnh đạo của đảng. Cho nên là Nguyễn Duy Tân càng ngày càng trượt ra một cái chỗ là hắn không phải thực sự là một linh mục, một vị tu hành. Đó là cái vấn đề hắn đội lốt một linh mục để làm một ý đồ riêng, cấu kết với bọn phản động nước ngoài luôn luôn để chống phá đất nước. Và càng ngày hắn càng lộ diện rõ mặt luôn. Đấy. Tôi ví dụ như là hắn đã đi ra nước ngoài cấu kết với bọn phản động nước ngoài, và đồng thời hắn về trong nước hắn lại kích động vào những anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa cũ, anh em Mỹ cũ á, để mà gây cái nỗi hận thù của chế độ. Thì hắn luôn luôn có những hành vi mà không phải hành vi của những cha đạo. Phải nói rằng hắn hành nghề linh mục thì đúng hơn, chứ không phải là linh mục. Theo cháu, sau khi
mà ông Nguyễn Duy Tân đưa ra một cái thủ thuyết không cộng sản ở nước Úc, thì các thành phần được cái sự hưởng ứng rất là lớn từ những cái thành phần phản động ở nước ngoài thuộc về Đảng Công bố Việt Tân tại Úc. Vậy thì sau khi ông ta đưa ra cái chủ thuyết không cộng sản và một cái tập tài liệu đó, và khi về ông ta mạnh miệng tuyên bố rằng năm 2018 Đảng Cộng sản sẽ sụp đổ, và đến sự kiện vừa qua là một cái vụ bạo loạn ở Bình Thuận và sự kích động của những cái thành phần phản động dựa vào cái dự luật đất đai khu kinh tế. Vậy thì cháu hỏi bác là trong cái sự kiện này thì ông Nguyễn Tân có cái cơ sở nào để ông ta nói là Đảng Cộng sản sụp đổ năm 2018 và dẫn đến có một cái sự kiện bạo loạn xảy ra trong năm nay, thì theo bác thì nó có liên quan hay không? Vấn đề Nguyễn Tân có những lời lẽ tuyên bố đó thì một lời lẽ hồ đồ, và một lời lẽ luôn luôn ấp ủ một cái tư tưởng là loại bỏ Đảng Cộng sản. Và có thể nói rằng nó dẫn đến cái hoang tưởng của lão. Và cái sự kiện vừa rồi xảy ra thì chắc chắn rằng Nguyễn Duy Tân cũng có ít nhiều trong cái hệ tư tưởng của cái bạo loạn vừa qua. Vì bạo loạn qua thì các bạn đều thấy rằng không phải riêng trong nước mà nó có yếu tố nước ngoài đã thò tay vào trong những cái vụ rối loạn vừa qua. Đây, cái hành vi Nguyễn Tân thì rõ ràng rồi, không cần nói nhiều nữa, các bạn đều thấy quá trình của hắn rồi, các bạn hiểu rõ rồi. Có bạn nào cứ mạnh dạn lên, Phúc Hưởng mời các bạn lên để chúng ta cùng nhau trao đổi về những cái vấn đề xoay quanh trong Nguyễn Duy Tân và cái tổ chức VHK. Thì có các bạn nào có ý kiến gì thêm thì Phúc Hưởng sẽ mời lên để trao đổi cùng bác Sơn Thanh. À, không có bạn nào lên thì chúng tôi xin chào các bạn, hẹn các bạn vào một cái dịp khác. Các bạn không lên tức là các bạn đã nhất trí những ý kiến mà chúng tôi đã nêu lên. Xin cảm ơn các bạn theo dõi chương trình này.